gì nó vướng lưới nó vô đây nè các bạn, nó vướng lại rồi nè, cận cảnh này các bạn, quay cho các bạn xem nha, mình không có gài tự động nó vô đó các bạn, nó giờ vướng là mình bắt không biết con chim gì nữa, đạo quá, giờ bắt thôi, mình bất ngờ luôn các bạn, mình đi ngang mình thấy gì dễ dãi, mình tưởng là con gà không ngờ là con chim. Nè các bạn, giờ bắt thả ra. Thấy cưng quá à. Không biết con chim này chim gì mình không biết tên. Giờ nó dưới rồi nè. Thấy cưng không? Để chụp bôi hình nha. Để chụp bôi hình. Chụp cho nó con bôi rồi mình bắt thả ra các bạn. Giờ mình bắt thả ra các bạn. Không biết nó vô cái đường nào đi. Sao đây? Sao bắt đường nào đây? Sao vò tay vô bắt không biết nó vô đường nào nữa các bạn ơi. Để mình kiếm đường coi. À đây nè, đây nè. Đúng rồi, đây nè các bạn. Nó vô cái đường này nè. Rồi, mình bắt ra rồi nè các bạn. Không biết con chim này con chim gì nữa các bạn. À, hay cần ngầu. Mình tình cờ đi ngang qua gặp nó vô lưới mà không biết đường ra. Giờ vô bắt thả ra hoài các bạn. Mình nói cưng quá. Ra ngoài giường thả nó. Để chụp bôi hình nha. Nè giờ cái coi, giờ thả nó ra các bạn đó, thấy cưng không? Tự động vô là dướng lứ ra không được ha. Nè, thả ra nha con, bay đi nha, không có bắt con đâu. Bay nha. Rồi, thả nó rồi các bạn. Xong rồi. Mình cảm ơn các bạn đã xem, hẹn các bạn trong video sau ha. Bye bye.